Xin chào tất cả mọi người. Em là Thùy, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một cặp đôi chặt thái nhá. Chặt thái bản vuông đấy ạ. Thì đầu tiên là em sẽ lên cho mình cái con dao chặt gà. Đây, con dao chặt gà này thì có mã là G05TDD. Nó có một mặt là có dập hoa văn chống dính ở bên này. Đó, còn một mặt bên này là mặt nhám. Đây. Để nhám, không dập hoa văn. Con này thì cái độ dày sống dao của nó là vào khoảng 2,5 đến 3 ly. Cái độ rộng của nó là khoảng 10 phân. Cái dòng này thì là dùng để chuyên để chặt gà vịt đấy ạ. Dùng để chuyên chặt gà vịt. Cán gỗ cẩm chỉ, khâu và chốt là đồng. Đó. Thì cái con dao bên em thì là được đập rèn hoàn toàn là thủ công. Được đập rèn bằng tay hoàn toàn là thủ công. Thì em dơ lên thế này cho mọi người nhìn là có thể thấy rõ được vết búa này, nó vẫn còn đang ở trên lưỡi dao đấy ạ. Đó. Ở đây thì mình có thêm ở đầu dao ấy thì mình có thêm một cái lỗ tròn ở đây. Thì là để mà khi mà mình dùng xong ấy, mình có thể treo lên, nó rất là tiện. Con này thì là mình có thể dùng để chặt gà này, chặt vịt này, hoặc là chặt sườn, chặt nhẹ sườn được các bác nhé. Ngoài ra thì cái lúc mà mình dở tay ấy, mình đang dở tay mà mình không muốn đổi dao ấy, mình lười mà không muốn đổi dao thì mình có thể dùng được tiện để có thể thái được. Đó, con này có mã là G05TDD, chuyên để chặt gà vịt. Con này nặng tầm khoảng 5 đến 6 lạng thôi, nó không nặng quá đâu, cầm rất là nhẹ nhàng. Đó. Thì sau đấy thì em sẽ chuyển sang mẫu dao thái cho các bác xem nhé. Con này là cũng là cái mẫu bản vuông, con dao thái này có mã là G03TDD. Nó cũng là bản vuông như con G05 thôi, mà cái bản của nó nhỏ hơn một chút, nó tầm vào khoảng là 7cm thôi. Nó vào tầm khoảng là 7cm thôi đấy ạ. Cái bản rộng của nó tầm khoảng 7cm. Và cái độ mỏng của nó thì là vào tầm khoảng 1-1,5 ly thôi. 1-1,5 ly. Con này là dùng để chuyên thái. Chuyên thái anh chị nhé. Mình có thể dùng thái thịt này, thái rau này, bổ hoa quả, bổ những cái quả to ấy thì vẫn có thể bổ được đấy ạ. Cán cũng là cán gỗ cẩm chỉ và có khâu và chốt là đồng. Con này thì cũng có dập chống dính một mặt. Mặt bên này thì cũng là để trơn, không dập. Đó. Tất cả các sản phẩm bên em thì đều là làm thủ công bằng tay cả. Cả kể là lưỡi dao này, cái công đoạn tra cán này, đóng đinh, đóng chốt ấy thì cũng là hoàn toàn là dùng tay hết đấy chị nhé. Đó. Tất cả các sản phẩm ở bên em thì đều sẽ có dòng chữ là dập chìm HTX Gia Phúc Sen ở dưới này. Và có tem chống hàng giả ở đây. Khi mà mình mua hàng bên em ấy thì mình có thể, khi mà hàng đến mình có thể là mở ra kiểm tra rồi mình mới thanh toán hàng chị nhá. Đó, cả hai cái mẫu này thì đều có cái vòng tròn ở trên đỉnh này, thì đến lúc mà mình dùng xong mình có thể treo lên cho nó tiện và có thể là tiết kiệm được cái diện tích ở trong bếp. Thì hai cái con này thì nó đều là cái bản vuông truyền thống. Đối với những anh chị nào mà mình nhà có con nhỏ ấy, mình không ngại, mình không muốn dùng cái mẫu bản nhọn, mình có thể là tham khảo cái mẫu bản truyền thống này. Nó không phải là cán sắt như những cái con dao phụ sen bình thường đâu, thì con này nó sẽ là cán gỗ. Đó. Và thì là hôm nay em sẽ rất là dừng video tại đây. Anh chị quan tâm đến mẫu dao, hai cặp dao này thì mình có thể là gọi điện trực tiếp lên tổng đài bọn em là 0987 240 733, hoặc là mình có thể truy cập vào website dao-phuc-sen.vn, hoặc là mình có thể là truy cập trang fanpage Gia Phúc Sen, HTX Gia Phúc Sen. Thì em xin phép dừng video của mình tại đây. Và mình đã cắt lại chị đoạn này nhé. Em sẽ dừng video tại đây nhé. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi ạ. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.